hội cố định để cầu thủ tổ 12 có thể làm nên một điều gì đó khác biệt. Ở ngoài chúng ta thấy sự xuất hiện dứt điểm. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho cầu thủ tổ 12 trong tình huống vừa rồi. Quá hay. Đó là một tình huống mà cầu thủ tổ 12 cho thấy rằng bài đá phạt của họ đang là rất hay. Những tình huống mất bóng của Văn Viên. Quang ơi, dứt điểm không vào. Một tình huống Quang ơi dứt điểm là rất hay. Những cú dứt điểm cuối cùng lại chưa thể được chiến thắng được thủ thành Trọng Cường. Tình huống đang là tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Mở cánh rất tốt dành cho vị trí Văn Việt. Khá nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Một tình huống nỗ lực dứt điểm đến từ Văn Việt. Và nó mang về dành cho cầu thủ tổ 12 thêm một tình huống phối hợp. Cú dứt điểm đến từ Lê Cảnh. Và quá nguy hiểm nhưng không vào. Một tình huống bất ngờ đến từ các cầu thủ bên phía tổ 19-20. Chúng ta có thể thấy một tình huống đệm bóng ngay trước khung thành. Cả hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số không đều ở nửa thời gian thi đấu hiệp thứ nhất. Như này cú dứt điểm bất ngờ. Vẫn chưa thể có bàn thắng trong tình huống dứt điểm bất ngờ vừa rồi. Sẽ là người đứng trước pha đá phạt này dành cho cầu thủ tổ 19-20. Cú dứt điểm của Bom rất nguy hiểm. Bóng đập hàng rào và đi đổi hướng. Xin chào mừng quý vị khán giả, chúng ta được quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Tạm thời thì sau hiệp thi đấu thứ nhất thì cả hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số là không đều. Với hiệp thi đấu thứ hai này, họ sẽ có những tình huống đổi sân. Và đó là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ bên phía tổ 19-20 họ vừa tạo ra. Cầu thủ tổ 12 đây là quả đá phạt dành cho cầu thủ áo xanh có cơ hội dứt điểm và dứt điểm không thành công. Dứt điểm và dứt điểm không thành công. Điều chuyển không thành công. Cơ hội. Một tình huống phạm lỗi ngay trước mặt trọng tài. Một tình huống phạm lỗi. Dành cho các cầu thủ bên phía tổ 12. Dứt điểm. Dứt điểm không thành công nhưng vẫn còn. Biên dành cho. Đưa bóng vào trong. Cơ hội phản công dành cho thủ bên phía tổ 19-20. Côi! Không vào. Thật đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, đó là cơ hội 3-2, một cơ hội phản công rất lớn dành cho thủ áo xanh. Nhưng họ đã chưa thể tận dụng thành công.
Lên bóng dành cho thủ áo xanh. Đấy là coi và đó là cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía tổ 19-20. Một tình huống cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Bàn thắng dành cho các cầu thủ tổ 19-20, bàn thắng mở tỷ số. Một tình huống ăn mừng rất đầy. Và niềm vui giờ đây nó đã thuộc về dành cho cầu thủ tổ 19-20 ở phút thứ 34 của trận đấu. 1-0 dành cho cầu thủ áo xanh. Nhưng đây là cơ hội. Ngay sau khi để thua thì các cầu thủ tổ 12 họ cũng đã có một tình huống vùng lên rất mạnh mẽ. Các cầu thủ áo vàng sau khi phải nhận bàn thua thì họ đang liên tiếp có cho mình hai tình huống nguy hiểm. Đưa bóng vào trong. Dứt điểm. Và dứt điểm ra trận là rất nhanh. Một tình huống vuốt bóng là rất nhanh đến từ cầu thủ bên phía tổ 12. Cơ hội. Đó là một tình huống lao ra vô cùng kịp thời. Một tình huống. Chúng ta cùng xem tình huống này. Cầu thủ áo vàng họ sẽ lựa chọn một tình huống như thế nào đây? Người đang đứng trước bóng là Văn Pháp. Có dứt điểm hay không? Dứt điểm! Không vào! Đó là một tình huống mà cú đá phạt đã thực sự cho thấy sự nguy hiểm. Nhưng tiếc rằng chưa thể có bàn thắng. Phối hợp! Văn Pháp dứt điểm! Phải dứt điểm không thành công đến từ vị trí của Văn Pháp. Và quả phạt này sẽ là một trong những quả phạt có lẽ là cuối cùng. Tình huống phối hợp quá người rất hay nhưng không qua được hai người. Và lúc này thì cũng là lúc mà tiếng còi kết thúc trận thi đấu giữa các cầu thủ tổ 19-20 và tổ 12. Chiến thắng thuộc về dành cho các cầu thủ áo xanh. Và chúng ta sẽ cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và khán giả ở những trận đấu tiếp theo.